Alo, xin chào cô chú anh chị, bạn đến buổi trình hôm nay nha. Hôm nay em có nhập một con bò cái kem Pasteur nha. Con bò cái kem Pasteur này có chữa được 4 tháng nha cô chú anh chị. Con bò này sau chương khung đấy, em đo là khoảng 1m27-28 nha cô chú anh chị. Dưới lưng nó khoảng 1m2 nha. Bò này chân móng rất là to nha cô chú anh chị đây nè. Đúng là lệch thật luôn nha. Chân móng này không có ốp xe, không có xuống cúng xuống ruộng hết nha cô chú anh chị. Bò này em bao tạc lỗi nha. Xe lên chính luôn nha cô chú anh chị. Xe mặt đây, xe mặt chính luôn. Con bò này hơi nhấm sừng chút xíu nha cô chú anh chị. Thuần thần rất là đẹp luôn nha. Bò này có chữa được 4 tháng nha cô chú anh chị. Bò này tơ luôn nha. Bò này kem này tơ luôn nha. Có chữa được 4 tháng rồi. Có một chú cô chú anh chị nhìn đã ghê không? Thuần thần luôn không? Đu thì đập hợp nha. Bò này có chữa 4 tháng của chú anh chị, bò tơ nha. Bò này chân móng hoàn thiện nha, không có xe hết xuống rúng xuống ruộng hết nha. Bò này theo chân cua em đo khoảng 1m27-28 nha cô chú anh chị. Chỗ lưng nó 1m2 nha. Đây xe lưng, đây xe lưng chính luôn nha. Bò này là hoàn thiện nha. Chân móng là hoàn thiện hết nha, không có áp xe hết, nó xuống cúng xuống ruột gì hết nha. Bò này em bao tật lỗi cho cô chú anh chị. Con bò này kem tơ có chữa được 4 tháng nha cô chú anh chị. Thì nếu cô chú anh chị nào có mua thì trong vòng 3 hoặc 5 ngày về mình khám lại, chưa thú y gần nhà nó khám lại. Nếu mà không có bầu thì cứ chở bò về, về tiền sẽ hoàn đầy đủ cho cô chú anh chị mình nha. Đưa cô chú anh chị không? Lạp phạt rồi không? Con bò này có mức giá là 19 triệu nha cô chú anh chị. 19 triệu là em bao ship vào 100 cây số luôn nha. 19 triệu. Cái chỗ đít này nó dính phân rồi em cạo em chì ra chứ không có gì nha. Em bao bò này em bao lật lỗi nha. Chứ không có xì mâu gì hết nha. Bò này em bao thật lỗi. Có chữa được 4 tháng rồi coi nha. Chân móng rồi. Đúng thì là đúng thì là thật luôn nha. Cô chú nhìn thấy không? Đúng rồi. Kỳ không? Bò bây giờ mà có nó ăn bầu mà có 19 triệu của chú anh chị ơi. 19 triệu bao ship gần 100 cây số nha. Bò đúng là giá quá là lớn luôn cô chú anh chị ơi. Bò mang bầu mà có 19 triệu cô chú anh chị. Bò này bò to luôn nha cô chú anh chị nè. Uống cô chú anh chị nhìn thấy đã vậy không? Uống luôn thấy không? Thì nếu cô chú anh chị nào có mua thì trong vòng 3 hoặc 5 ngày đó mình kêu thú y gần nhà khác. Nếu nó bò nó không có màu thì em sẽ chở bò về nha. Và tiền sẽ hoàn đầy đủ cho cô chú anh chị mình nha. Rồi đến đây thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Và em xin thân ái kính chào. Và hẹn lại những video tiếp theo nha.